Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập đầu tiên. Và đây là ngày đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này. Chúng ta bị nhốt trong một khối hộp và chỉ có một vài vật phẩm cần thiết. Và mình không biết là chúng ta có thể sống sót trong thế giới này được bao nhiêu ngày. Ngày hôm nay chúng ta có 4 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là tạo ra một nguồn thức ăn vô tận, khai thác các loại khoáng sản cần thiết, tạo ra một bộ giáp bằng sắt, và cuối cùng là xây dựng một nơi trú ẩn dành riêng cho mình. Có vẻ như khu vực này không có quá nhiều thứ đặc sắc. Mình nghĩ chúng ta sẽ có một khởi đầu giống như hầu hết những người chơi khác. Và đó là chặt gỗ. Mình nghĩ là chúng ta nên đi bộ trong thế giới này nhiều hơn, bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm được một nguồn thức ăn nào cả. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chặt cây và hy vọng rằng vũ trụ này sẽ ban tặng cho chúng ta một quả táo. Không có một quả táo nào ở đây cả. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm mà chúng ta phải sống chung với cái bụng đói cồn cào. Tôi không muốn bị đói đâu. Nhưng ở đây chúng ta vẫn có một tin vui. Đó là hiện tại mình đang chơi cho Minecraft sinh tồn. Và cái chết cho Minecraft bây giờ không còn là một nỗi ám ảnh của mình. Ít nhất là tôi sẽ không để tôi chết thêm một lần nào nữa. Uầy, có chuyện gì đó xảy ra vậy? Một cái cây mọc lên và đập thẳng vào đầu của tôi. Mình hy vọng là cái cây này có thể cảm nhận được nỗi đau và tặng lại cho mình một quả táo được xem như là lời xin lỗi. Giờ và bây giờ mình đã có một số lượng gỗ cần thiết. Mình sẽ tạo ra một cái bàn chế tạo và tạo ra một ít que. Và chúng ta có một ít. Trước tiên thì mình sẽ tạo ra một cây cúp bằng gỗ. Và mình cũng tạo ra hai cái rương để chứa đồ. Mặc dù bây giờ mình cũng chả có gì để bỏ vào đó cả. Mình sẽ bắt đầu với công việc đầu tiên, đó là đi khai thác đá. Có vẻ như mọi thứ quá tối và mình không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Làm sao chúng ta có than để tạo ra một cây đuốc đây? Chúng ta có thể làm gì với hai cái lò này đây? Chúng ta có thể lấy ván gỗ để nung gỗ. Và chúng ta sẽ có than gỗ. Và từ than gỗ chúng ta sẽ có những cây đuốc thắp sáng. Wow, một ý tưởng thật là tuyệt vời. Làm ơn cho ta một hạt giống. Và nó không gây ra cái gì cả. Chúng ta đã có vật phẩm mới, đó là than gỗ. Mình hy vọng là chúng ta sẽ có một cái hang động chứa đầy quái vật, bởi vì chúng sẽ cho ta bột xương. Và từ bột xương chúng ta sẽ tạo nên cỏ và cuối cùng là hạt giống. Có vẻ chúng ta cần phải tạo một cây cúp mới. Và bây giờ chúng ta đã có hai cây cúp được làm bằng đá. Mình hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm được sắt, hoặc ít nhất là chúng ta sẽ tìm thấy một cái hang động. Wait, what? Khoan đã, các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Ôi, có vẻ như bên dưới chúng ta có một cái hang động. Ở đây mình có một ít than này. Chúng ta có thể sử dụng nó để nướng một ít thịt bò ở phía trên nhà của chúng ta. Thật ra là chẳng có con bò nào ở đây cả. Oh my god, chúng ta đã có vật phẩm mới, đó chính là đồng. Đây rồi, mình nhìn thấy một bộ xương, một con creeper và một con thây ma. Chúng ta sẽ đi lên và tạo ra cho mình một thanh kiếm. Mình sẽ quay trở lại sau. Gà! Mình không biết phải giải thích cho bạn gà của chúng ta hiểu như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta không thể thoát ra được khỏi đây. Hiện tại thì tôi đang có 4 nhiệm vụ chính, còn anh bạn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là hãy sản xuất ra cho tôi những quả trứng gà. Oh no, tôi xém với con gà này. Ít nhất là chúng ta cần phải có 2 con gà trong thế giới này. Mình cần bột xương, mình cần hạt giống. Và liệu rằng chúng ta có thể sở hữu được chúng hay không? Hãy để lại một bình luận để mình biết rằng các bạn vẫn đang hồi hộp giống như là mình. Đây rồi, mình cần phải thực sự cẩn thận với cái con màu xanh lá này. Oh no. Ôi, có hẳn 2 con xương lận. Có vẻ là chúng ta sẽ có một ít bột xương vào lúc này. Và mình đã tiêu diệt được 2 con skeleton. Nhưng mà mình tự hỏi là con zombie hồi nãy của chúng ta đâu rồi. Và chúng ta có 3 cái xương. Nhưng mà việc trước tiên là chúng ta cần phải tạo ra một cái mặt phẳng nho nhỏ. Và bây giờ mình đã có một cái mặt phẳng nho nhỏ. Bây giờ mình sẽ tạo một cây rìu bằng đá để chặt đi 2 cái cây này. Có vẻ như trời đang sáng. Và bây giờ thì trời mưa luôn rồi. What? Hạt giống tao đâu? Hạt giống.
Hạt giống. Hạt giống. Hạt giống. Yes, giờ chúng ta đã có một cái hạt giống đầu tiên rồi. Mình sẽ tạo ra một cái cuốc bằng đá. Mình sẽ cuốc đất và trồng hạt giống vào đây. Chúng ta có 3 hạt giống này. Chúng ta có 4 hạt giống này. Con gà của chúng ta đã sinh ra một quả trứng. Oh my god. Và chúng ta đã có một con gà đầu tiên. À không, là con gà thứ hai. Ôi, con gà thứ ba mới đúng. Mình sẽ tạo ra một cái chuồng nho nhỏ. Nào, xuống đây. Bằng cách nào đó thì cây lúa mì nhà mình mọc ra một miếng thịt gà. Và nó đã giúp cho mình vượt qua được cơn đói. Bây giờ mình sẽ gắn những cái cầu thang để tiện cho việc di chuyển. Wait, what? Ở dưới này chúng ta vẫn còn một cái hang động. Và thậm chí quái vật lần này còn nhiều hơn cả lúc nãy. Ôi, sắt. No, mình không thể khai thác được sắt. Ôi, mình tìm thấy một cái hang động nho nhỏ. Chúng ta có một con creeper và một con skeleton. Oh no, con creeper phát hiện ra mình rồi. No. Ui, bắn đau thế. Thôi bỏ qua con skeleton đó nha các bạn. Ôi, cái gì đấy? Ôi đây rồi, thật sự rất là nhiều quái vật luôn ấy các bạn ạ. À, trong chế độ này, một hang động tăm tối có thể chứa tối đa 20 sinh vật thù địch. Và đây sẽ là một thử thách lớn dành cho mình. Oh my god. Mình đang cố gắng chiến đấu với bọn chúng qua một cái khe hở nhỏ. Thứ mà mình sợ nhất là con creeper có thể thổi bay cái lớp hàng rào này của mình. Và các bạn có nghe thấy tiếng zombie baby không? Nó dường như muốn nói với mình rằng hãy tôn trọng bản thân trước khi mà nó cạp mất một cái chân của mình. Mày. No no no. Mày. Khoan, mình mở khóa công thức gì đấy. Yeah, và chúng ta đã có một củ khoai tây. No. Sau một lúc vật vã thì cuối cùng mình cũng đã tiêu diệt được hết quái vật ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến nhiệm vụ thứ ba là tạo nên một bộ giáp bằng sắt. Ở đây chúng ta có sắt này. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình. Mình lại nghe thấy tiếng của quái vật. Có vẻ như khu vực này là một dãy các hang động phức tạp. Mình tìm thấy một cái khu mỏ. Có vẻ như tập này chúng ta vẫn chưa đủ sức để khám phá được hết cái hầm mỏ này. Sắt. Và mình đã tìm thấy sắt. Bây giờ thì mình sẽ trồng một ít khoai tây và khai thác lúa mì. Tiếp theo là mình sẽ cho những cái con gà của mình ăn. Và bây giờ mình đã có một ít bánh mì. Điều này thật sự xứng đáng so với những gì mình đã bỏ ra. Chúng ta có 16 phôi đồng. Và mình sẽ nung sắt lên. Chúng ta sẽ làm gì với 7 cái phôi sắt này đây? Mình cảm giác tự tin hơn hẳn rồi đấy. Chỗ này là chỗ của cái con warden này. Còn một đối thủ nữa. Không, bây giờ là 3 chọi 1. Và chúng ta là người mạnh nhất ở đây. Việc khai thác cái thứ đen đen này sẽ giúp chúng ta tăng thêm kinh nghiệm. Và mình đã tìm thấy một cái mạch khoáng sản. Ở cái khu vực này thì chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều loại khoáng sản hiếm. Hiện tại thì mình đang tìm thấy rất là nhiều sắt. Mình sắp hoàn thành được nhiệm vụ thứ ba rồi. Cái gì đây? Khối sắt thô á. Mình chưa nghe qua bao giờ. Đây nữa này. Ôi, một quặng bằng 9 cục sắt. Thế là hai quặng chúng ta có 18 cục sắt. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là sắt, mà là than. Bởi vì từ nãy đến giờ chúng ta không có quá nhiều than trong thế giới này. Đây là một hang động tuyệt vời. Mình hy vọng là chúng ta có thể khám phá được Ancient City trong một tập nào đó gần nhất. Và mình hy vọng là chúng ta có thể gặp lại con Warden. Lúc đó mình sẽ trang bị vũ trang đầy đủ. Và mình sẽ khô máu với con Warden. Mình nghĩ là chúng ta đã đủ để tạo ra một cái áo giáp và một cây cuốc bằng sắt. Wait, what?
Đừng nói với mình đây lại là một cái mạch khoáng sản đó nha. Yes, đây lại là một cái mạch khoáng sản. Rất nhiều sắt và rất nhiều sắt. Ồ, chúng ta đã tìm thấy được kim cương rồi này. Có vẻ mình đã dùng rất là nhiều may mắn để có thể đổi được một viên kim cương này. 5 viên. Chúng ta có thể tạo ra một cây cúp bằng kim cương và một cây kiếm được làm bằng kim cương. Nhưng mà trong nhiệm vụ của chúng ta là không có sử dụng kim cương, nên là mình quyết định sẽ không sử dụng trong tập này. Oh my god. Đùa tôi á. Chúng ta lại có thêm 6 viên nữa. Bây giờ mình sẽ dọn tất cả hành lý của chúng ta và đi lên phía trên. Ê. Yeah, chúng ta có một quả táo. Và mình đã hoàn thành được thành tựu thứ 3. Và các bạn biết vì sao nhiệm vụ cuối cùng của mình là xây dựng một ngôi nhà không? Bởi vì những cái sinh vật trong thế giới này xuất hiện với một cái tỷ lệ rất là hiếm. Mà thứ chúng ta cần lại là len từ một con cừu. Nếu như chúng ta không ngủ quá 3 ngày liền thì Phantom sẽ là một mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Và mình sẽ xây dựng một cái ngôi nhà ở trên vách núi. Mình đã có 4 cái cột trụ. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp những cái vách và chúng ta sẽ xây dựng một cái mái nhà. Mình vừa biến một cái hang động thành một cái mái farm. Mình sẽ đặt tên cho ngôi nhà yêu dấu của chúng ta. Và đó là tên của một cái ngôi nhà. Một ngôi nhà chết tiệt. Tôi đã có thức ăn. Một nơi trú ẩn. Và một bộ giáp tuyệt vời. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối đầu với những thử thách khó khăn nào? Hãy để lại một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập thứ 2. Không ngờ là trong video vừa rồi các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều, nên là mình đã không để các bạn chờ lâu. Chúng ta đã bước sang tập thứ 2. Ở đây mình có một con thỏ này, nhưng mà con thỏ nó nằm ngoài khu vực an toàn, thế nên là chúng ta không thể bắt được con thỏ này. Ngày hôm nay chúng ta có 6 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là xây dựng một lối mòn, tạo ra một nguồn nước vô hạn, sở hữu một trong những quyển sách phù phép, đánh bại Phantom, xây dựng một mái farm quái vật, và cuối cùng là sở hữu một dân làng. Trước tiên là mình sẽ cho gà ăn. Và chỉ sau một tập mà số lượng gà của chúng ta đã được nhân giống lên rất là nhiều lần. Bây giờ mình sẽ lên phía trên nhà để mà nướng một ít khoai tây. Bây giờ mình sẽ đi xuống và chặt một ít gỗ ở cái cây này. Điều này sẽ giúp chúng ta có một khoảng trống tạo ra một con đường. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu phát họa cái con đường của chúng ta. Ở đây chúng ta có than này. Và ở đây mình đã có 7 cục than. Wait, what? Con thỏ của chúng ta đã bị mắc kẹt vào vùng an toàn. Như vậy là chúng ta đã có sinh vật mới trong thế giới này. Và chúng ta đã thành công. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục phát họa cái con đường đi. Và mình sẽ lắp cái cầu than bằng đá vào đây. Điều này sẽ rất tiện cho việc di chuyển của chúng ta sau này. Và mình sẽ tạo ra một cái con đường thứ hai, nó nằm ở bên dưới này luôn. Chúng ta sẽ lắp vào đây. Và bây giờ mình sẽ xẻn một ít đất. Sorry em bạn. Lắp một ít đất vào đây. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái con đường đi. Rất là đơn giản và tiện lợi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít khoai tây bỏ lò. Và chúng ta sẽ tiến sang nhiệm vụ thứ hai. Đối với nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra một nguồn nước vô hạn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ xuống dưới này khám phá một chút nhé. Để xem coi là chúng ta có khoáng sản nào mới hay không. Ở đây mình có một ít than. Và chúng ta sẽ lắp nó lại. Giới thiệu với các bạn thì đây là cái mái farm vừa rồi mình xây. Mái farm này chỉ là một vùng tối để tạo ra quái vật. Oh my god. Làm cách nào mà những con thây ma có thể ra đây được vậy? Một lát nữa mình sẽ quay trở lại sao? Anh bạn này muốn chơi tay đôi với mình này. Chúng ta đã có thể khai thác được sắt trong tập vừa rồi. Ở đây mình có dung nham. Dung nham sẽ cho chúng ta hắc diện thạch. Và chúng ta có thể tạo ra một cánh cổng địa ngục. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể khai thác được dung nham. Wow, ở đây chúng ta có vật phẩm mới. Đó chính là ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly sẽ giúp cho chúng ta có thể enchant những bộ giáp tuyệt vời. Có than luôn này.
Và như tập vừa rồi thì mình sẽ tiếp tục khai thác cái thứ màu đen đen này. Oh my god, ở đây chúng ta có một cái hệ thống hang động rất là khổng lồ. Mình không chắc là bên dưới chúng ta có Ancient City hay không nữa. Wow, ở đây chúng ta có vàng này. Nó có thể giúp chúng ta tạo ra một quả táo bằng vàng và sẽ giúp cho chúng ta có một con dân làng. Oh no, mày muốn khiêu chiến với tao á? Come here. Mình nhìn thấy đá đỏ, nhưng mà có vẻ tập sau chúng ta mới có thể khai thác được nó. Ôi, đây rồi, ở đây chúng ta có đá đỏ. No, chắc chắn rồi, chúng ta không thể khai thác được kim cương. Ôi. Wow, mình đã tìm thấy được kim cương. Và mình đã có 6 viên. Ở đây này. Giờ và chúng ta đã có một niềm an ủi nho nhỏ. Mình đang có mặt tại khu vực hầm mỏ. Khu vực này dường như vẫn chưa có quá nhiều thứ nổi bật. Tên nhện này. Ô. Mà chúng ta đã có một viên sỏi. Rất là nhiều quái vật. Tuy nhiên trong mắt mình tất cả chỉ là phân bón. Và điều đó là sự thật. Oh my god. Oh no. Chạy lẹ, chạy lẹ. Cái khiên. Ui. Bên dưới hiện tại đang rất là nguy hiểm, nên là mình lên đây hóng gió một xíu. Mình nghĩ mình còn phải tìm cái gì đó giải trí cái đã. Chẳng hạn như là chỗ ném trứng gà. Trước tiên là mình sẽ nấu khoáng sản lên. Sau đó mình sẽ tạo ra hai cái cần câu. Câu cá trong Minecraft sẽ có một tỷ lệ xuất hiện những cái quyển sách. Và điều này khiến cho mình cảm thấy kích thích. Và chúng ta sẽ cầm một cái cần câu. Mình sẽ tạo ra một vài cái cầu thang. Khu vực mình câu nằm ở bên trên ngọn núi tuyết. Thế nên là chúng ta cần phải có cầu thang để có thể di chuyển lên phía trên. Có vẻ như chúng ta không thể câu ở đây, nhưng mà ở đây thì có thể. Và mình đã câu được con cá đầu tiên. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải tạo ra một cái khu vực để giúp chúng ta vừa có thể câu cá, vừa có thể né được Phantom. Bởi vì hiện tại là đêm thứ 3 hay thứ 4 mà mình vẫn chưa ngủ, nên là tỷ lệ Phantom xuất hiện trong đây sẽ rất là cao. Ủa? Mình câu được kinh nghiệm á. Ui, hình như đây là nước vô hạn có đúng không? Nhưng mà mình không thể cho nó vào show. Trên hết là chúng ta cần phải tạo ra một ngôi nhà cơ bản. Và chúng ta đã có một nơi trú ẩn. Mình nghĩ mình sẽ dành ra 40 phút để câu cá. Tôi câu hỏng cả hai cái cần câu. Tuy nhiên là chúng ta chả có con cá nào cả. Ơi, ai đó giết tôi đi. Có vẻ như nhiệm vụ tìm ra quyển sách đã thất bại. Như vậy chúng ta sẽ tiến sang nhiệm vụ tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ tạo ra một nguồn nước vô hạn. Mình sẽ tạo ra những cái vạc để có thể hứng nước mưa. Bởi vì trong phiên bản Minecraft mới nhất, chúng ta đã có thể hứng được nước mưa và kể cả lava. Đây sẽ là khu vực hứng nước mưa. Và chúng ta sẽ chờ đợi cơn mưa tiếp theo. Wait what? Hình như mình tìm thấy cái gì đây này. Và đó là những con dân làng xấu xa. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải tạo ra sự chú ý. Nhưng mà bằng cách nào nhá? Yeah. Và chúng ta có những quả trứng gà. Cố lên anh bạn. Mình không chắc là nó có thể thấy được mình. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ lại gần bọn chúng hơn. Bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái cột trụ. Và sau đó chúng ta sẽ ném trứng gà. Với cái khoảng cách này thì mình hy vọng là nó sẽ phát hiện ra được mình. Ui, nó phát hiện ra được mình rồi này. Cái lá cờ đẹp đấy. Giờ và mình sẽ lấy lá cờ này để trang trí nhà. Anh ấy đã phát hiện ra ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên là mình sẽ không tiêu diệt cái con dân làng này. Bởi vì trong thế giới này chúng ta thực sự rất là cô đơn. Nên là mình sẽ quyết định biến anh ấy thành một người bạn của chúng ta. Một người bạn hiền lành, theo đúng nghĩa đen. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây và chờ đợi cho anh bạn của chúng ta bắn gãy cây cung. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa thu hoạch được điều gì ở đây. Ồ, điều này đã thực sự hoạt động. Và chúng ta đã có một ít nước ở đây. Tuy nhiên là nước bây giờ vẫn chưa đầy. Cầu trời hãy giúp cho cơn mưa này thêm một lúc nữa. Bởi vì tất cả sẽ vô ích nếu như cơn mưa dừng lại vào lúc này. Và cơn mưa đã dừng lại. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có hai cái vạc đầy nước.
Nên là bây giờ mình cần phải làm một cách nào đó để chúng ta có thể... Gì đấy? Oh my god! Cơn mưa đã kết thúc trong khi cái vạt vẫn chưa đầy nước. Và đêm kinh hoàng đầu tiên đã bắt đầu xảy ra. Liệu chúng ta sẽ làm gì để có thể sống sót trong đêm nay? Mình không nghĩ là điều này đến sớm như vậy. Phantom đã bắt đầu xuất hiện rồi. Và chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ow! Mày! Có một con Phantom bị mắc kẹt ở trên này. Ow! Nào! Chúng ta là bạn mà. Một con đang đến. Mày! Rất may là mình đã xây dựng ngôi nhà từ trước đó, nên là tạm thời mình sẽ trú ẩn cả đêm trong nhà. Xin chào. Bạn này có biết nói tiếng Việt không có nhờ? Để mình nói tiếng Anh thử. Hello, do you speak Vietnamese? Yeah, tôi nói tiếng Việt. Bây giờ chúng ta phải làm sao với chỗ nước này đây? Tạm thời gác nhiệm vụ đó qua một bên. Trước tiên là mình sẽ tạo ra một cái máy farm quái vật. Mình sẽ xây dựng cái máy farm ở trung tâm của bốn cái chân này. Trời ạ, nó xuất hiện từ đâu đấy? Bây giờ chúng nó cứ bay thì làm cách nào mà chúng ta có thể bắt được nó đây? Wait, hình như là chúng ta có mũi tên mà đúng không? Dạ, mình có cách rồi. Chưa, bây giờ mình sẽ tìm kiếm mũi tên. Chúng ta có 35 mũi tên. Mày chết mày rồi anh bạn ạ. Đây sẽ là lúc chúng ta phản công. Yes, come here, come here. Bây giờ chúng ta đã có thể tấn công được Phantom từ xa. Nó bị mắc kẹt trên này rồi. Cái bên mà mình còn bắn hụt nữa. Mình đã tiêu diệt được hết Phantom rồi. Yeah, và chúng ta là người mạnh nhất ở đây. À, mình có một cách. Đó là khi những con phù thủy chết đi, chúng sẽ có khả năng gơi ra những cái chai lọ. Và điều này thực sự rất là cần thiết để chúng ta có thể múc được một ít nước ở bên cái vạt này và cho vào cái vạt kia. Điều này sẽ khiến cho cái vạt của chúng ta trở nên đầy nước. Đây rồi, chúng ta đã có những con phù thủy. Và mình đặt cược tất cả may mắn của mình để chúng ta có một cái chai. Và... Yes! Chúng ta đã có một chai thủy tinh. Yes! Thôi khoan, mình đóng cửa cái đã. Yes! Có một sự thật là chúng ta không thể múc nước ở đây. Nhưng mà chúng ta có thể múc nước được ở đây. Nhưng mà chỉ với một xô nước làm sao chúng ta có được nước vô hạn đây? Ủa? Có chuyện gì vậy? Mình không biết là con thay ma nó ở đâu đấy. Ô, nó... Ow! Ê, từ. Mình còn phải thắp sáng cái khu vực này. Oh no! Cô đi! Và chúng ta vẫn sống. Wait, mình có ý tưởng này. Đó là tại sao chúng ta không múc nước từ cái xô nước và chúng ta cho vào cái vạt. Từ. Và chúng ta lại có thêm một xô nước. Với hai xô nước này thì chúng ta có thể tạo ra được nước vô hạn rồi. Và chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ nước vô hạn. Ôi trời ạ, à, tôi làm được nước vô hạn ở này. Chúng ta có hai con thây ma dân làng. Mình sẽ đưa anh bạn thây ma này xuống dưới đồi và sẽ cho anh ấy ngồi trên chiếc thuyền. Sau đó mình sẽ che nắng cho anh ấy. Oh, Phantom lại xuất hiện nữa rồi. Chúng ta còn phải có một con phù thủy. Bởi vì anh ấy có khả năng ném ra những cái lọ thuốc. Và trong đó có cả thuốc gây yếu. Đó là một trong những nguyên liệu cần thiết để chúng ta có thể cứu sống một anh dân làng. Ở đây mình có phù thủy. Và mình sẽ mang anh ấy xuống phía dưới. Anh ấy đây rồi. Oh no. Oh no. Tôi cần phải chạy. Oh no. Tôi còn nửa tim. Tôi cần phải đi lên. Oh no. Bắt cua. No. Ah, no. Hello. Come here. Tới đây nào bạn. Rồi, please cho tôi một lọ gây yếu đi. Cảm ơn, cho tôi một lọ gây yếu đi mà. Tao không cần độc, mày hiểu chứ? Thứ tao cần là một lọ gây yếu. Tao cảm thấy sức mạnh của tao rất là mạnh. Và tao yêu cầu mày hãy ném cho tao một lọ gây yếu để kìm hãm sức mạnh của tao. Được rồi, ném vào đây. Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập thứ 3.
Trong video vừa rồi thì mình đã thất bại trong việc giải cứu một con dân làng và biến cho nó từ một con dân làng thây ma thành một con dân làng bình thường. Thế nên là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những nhiệm vụ có liên quan tới dân làng. Và ngày hôm nay chúng ta có 3 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là chuyển hóa một con dân làng, tạo ra một bộ giáp bằng kim cương, và cuối cùng là xây dựng một trang trại với công suất lớn hơn. Mình có đọc comment của các bạn và mình phát hiện ra rằng ở phía trước của chúng ta có một ngôi làng. Và đối với ngôi làng này thì nó có thể cung cấp cho chúng ta một số con dân làng, một vài cuốn sách hoặc thậm chí là một vài vật phẩm có giá trị. Mình nhìn thấy có một con lợn nhưng mà có vẻ như nó đang đi về cái phía núi. Mình không chắc rằng mình có thể nhử được con lợn đó vào vùng an toàn của chúng ta được hay không nữa. Có vẻ như mình cần phải mất thêm rất là nhiều thời gian nữa để chúng ta có một số loại sinh vật mới. Mình sẽ đi dạo xung quanh để xem coi có gì nổi bật hay không. Ồ, ở đây chúng ta có sắt này. Mình sẽ quay trở lại với cái máy farm và chúng ta có thể thu thập được một ít kinh nghiệm từ cái máy farm này. Và chúng ta có một đĩa nhạc C418 của Melohi. Yeah, và nó là Melohi. Chúng ta sẽ hy sinh một viên kim cương để xem coi cái đĩa nhạc này có âm thanh như thế nào. Play. Một giai điệu có vẻ khá là cổ điển. Anh bạn có muốn xuống dưới đây quẩy với tôi không? Ui, anh bạn này vừa mới di chuyển được cái thuyền đây này. Tôi hy vọng là anh bạn không biết chèo thuyền và lao thẳng xuống dưới vách núi. Bây giờ mình sẽ tiến xuống dưới hang động để xem coi là ngày hôm nay chúng ta có gì mới hay không. Ui, cái gì chạy qua tôi vậy? Cái thằng quỷ nhỏ này. Ở đây chúng ta có vài con thây ma đây này. Thây ma. Chúng ta có một cây kiếm quá yếu. Ở đây mình nhìn thấy có một khối sắt thô đang nằm ngoài vùng an toàn. Có lẽ là tập sau chúng ta sẽ khai thác được nó. Ồ, ở đây chúng ta có ngọc lưu ly này. Ngọc lưu ly sẽ giúp chúng ta có thể phù phép được. Giờ và đây sẽ là lúc mà chúng ta nói lời tạm biệt với khối sắt thô này. Kim cương, ở đây mình có kim cương này. Mình đã có được 4 viên kim cương từ việc chúng ta đào hầm. Mình cảm thấy may mắn bởi vì bên dưới của chúng ta có một mạch khoáng sản khổng lồ. Mình sẽ tạo ra một cái nón và một cái đôi giày bằng kim cương. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái áo giáp bằng kim cương. Nhưng mà có vẻ như mình không đủ để tạo ra một cái quần. Dự định ban đầu là mình sẽ chừa lại chỗ kim cương bên dưới này để sau này chúng ta có cúp gia tài đào. Tuy nhiên mình nghĩ đây sẽ là lúc thích hợp để chúng ta đào đi chỗ kim cương này. Và mình đã sở hữu được một bộ giáp bằng kim cương. Chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ. Việc bây giờ là mình sẽ đi dạo xung quanh để mà khám phá xem coi bên dưới hang động của chúng ta có gì thay đổi hay không. Mình không nhớ rõ đây là cái khu vực gì, nhưng chúng ta càng ngày càng tiến sâu vào cái hang động có cái khối màu đen đen này. Các bạn có nhìn thấy không? Một cái bệ triệu hồi của Warden. Mình dám chắc là trong tập sau chúng ta sẽ có một video khá là thú vị đây. Ồ, xém chút nữa là mình đã bị thổi bay cái bộ giáp vừa mới mặc rồi. Đây sẽ là tuyệt chiêu ném đá dấu tay mà mình phát hiện ra. Và chúng ta không có cái gì bên này cả. Uầy, mình nghe thấy tiếng của phù thủy. Ở đây chúng ta có hai con creeper. Come here. Ai cho mày uống thuốc hả? Ai cho uống thuốc? Mày, chúng ta có một ít sắt này. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta còn phải tham quan khu vực lava. Có vẻ như tập này mình đã có thể khai thác được lava rồi đấy. Wait, what? Mình sẽ thử tạo ra một cái xô. No, mình không thể múc được lava. Trời ạ, nó còn chỉ cách chúng ta có nửa block nữa thôi. Mình lại tìm thấy thêm một cái hang và bên dưới chúng ta có một con creeper. Để giúp cho việc an toàn thì mình nghĩ chúng ta còn phải tạo ra một cái máng che. Và mình đã được một viên ngọc Ender. Yeah, và ở đây chúng ta có than. Bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cây đuốc. Mình sẽ đặt block và chúng ta sẽ đi lên trên. Nhưng mà chúng ta đã bị kẹt. Oh no. What the heck are you doing? Oh, creeper.
Mình nghĩ bây giờ chúng ta còn phải khám phá khu vực hầm mỏ để xem coi chúng ta có gì mới hay không. Nhưng trước tiên mình còn phải xử lý cái đám quái vật này. Nice. Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực hầm mỏ. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có gì đặc sắc cho lắm. Thật sự đúng là không có gì mới tại khu vực này cả. Ít ra là chúng ta phải có một cái rương xe mỏ và bên trong sẽ có một vài cái hạt dưa hấu. Sao lại có tiếng thây ma nữa rồi này? Oh my god. Tới đây. Tới đây. Come here. Come here. Come here. Chúng ta còn phải cẩn thận với con creeper. Hiện tại thì mình đã có đủ số lượng khoáng sản cần thiết. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên. Đến với nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mái farm. À, không hẳn là một cái mái farm, mà là một cái trang trại nho nhỏ. Trên cái trang trại đó chúng ta sẽ trồng hai loại lương thực, đó là lúa mì và khoai tây. Và đồng thời là mình sẽ tạo ra một cái chuồng gà, bởi vì số lượng gà của chúng ta bây giờ rất là nhiều. Ở đây mình có 3 cây xẻng và chúng ta sẽ bắt đầu với công việc đầu tiên, đó là đi xuống dưới tầng hầm và khai thác đất. Mình không biết tại sao đất ở bên dưới tầng hầm nó lại còn nhiều hơn cả ở trên mặt đất cơ nữa. Mình nghĩ là chúng ta đã có số lượng đất vừa đủ rồi đấy. Wait what? Con creeper nó đang chung thuyền với con dân làng của chúng ta. Và chỉ cần một chút sai sót là con dân làng của chúng ta có thể bốc hơi ngay lập tức. Oh my god. Mình muốn cái trang trại của mình mang khuynh hướng giống như là một ngôi làng. Nó vừa có gỗ lại vừa có đất. Thế nên là bây giờ mình cần phải tạo ra một cái mái farm gỗ ở phía bên trên cái mái farm quái vật. Tuy nhiên mình muốn cái luống ruộng của mình nó có kích thước lớn hơn nữa. Bây giờ mình sẽ đo đạc khoảng cách của từng cái cây. Mình thật sự không thích việc một cái cây mọc lên với kích thước khổng lồ. Thế nên là mình cần phải đặt một cái khối bên trên cái cây để hạn chế khả năng sinh trưởng của nó. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái cây vào đây. Và mình sẽ đi xuống bên dưới đây mà lấy bột xương. Mình sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách là chúng ta sẽ nhảy vào cái hố nước bên dưới đó. Ready, go. Bây giờ mình sẽ đặt cái cây vào đây và chúng ta sẽ bón phân cho nó. Mình sẽ cài hiện giờ và chúng ta sẽ farm gỗ trong vòng 1 tiếng. Mình có đọc bình luận và có một số bạn kêu mình lấy chỉ để tạo ga len. Và điều này thực sự hoạt động. Thực sự cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn đã giúp mình không phải chiến đấu với Phantom nữa rồi. Đó thực sự là một cơn ác mộng đối với mình. Bạn không thể nghỉ ngơi bây giờ vì có quái vật đang ở gần đây. Sau 20 ngày thức nâu con mắt thì cuối cùng mình đã có một giấc ngủ ngon lành. Mình sẽ tiếp tục dọn đất để chút nữa chúng ta có thể tạo ra một cái chuồng gà lớn hơn. Mình sẽ đi lấy gỗ. Và đây là tất cả số gỗ mà lúc nãy mình đã chặt được. Nice. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái thửa ruộng lớn hơn. Đây sẽ là loại gỗ thích hợp nhất để mình tạo ra những cái bờ ruộng. Yeah, và bây giờ mình đã có hai cái thửa ruộng. Chóng mặt quá, từ từ. Mình quyết định là mình sẽ tạo ra hai tầng cho hai giống cây trồng khác nhau. Bởi vì sắp tới mình sẽ lấy lương thực để mà trao đổi với những anh dân làng. Đây sẽ là một bước ngoặt trong quá trình sinh tồn của chúng ta. Có vẻ như chúng ta đang bị thiếu một block ở đây. Mình nghĩ trước tiên là mình cần phải dời cái chuồng gà ra khỏi chỗ khác. Rồi, mình đã xong một cái chuồng gà này. Tiếp theo là mình sẽ lấy một hạt giống và nhử những cái con gà của chúng ta xuống phía dưới. Wait what? Wait what? Oh no, số lượng gà của chúng ta đã mất kiểm soát rồi. What the heck? Từ từ. Tôi thở cái tôi mệt. Mình không nghĩ là ở đây chúng ta dưới 100 con gà đâu đấy. Thật sự số lượng gà của chúng ta đang rất là nhiều. Thôi, đợi tôi xíu, tôi mệt. Tôi cười, tôi đau bụng. Ok, bây giờ mình đã có cái tầng thứ nhất là cái tầng này chúng ta sẽ trồng cái lúa mì. Còn cái tầng thứ hai nó nằm ở phía trên thì mình sẽ trồng khoai tây. Wow, chỉ cần mình đứng ở đây và chúng ta sẽ có những cái đĩa nhạc mới đây này. Bằng việc là cái con skeleton sẽ bắn vào con creeper. Mình nghĩ là mình sẽ tận hưởng những cái bài nhát. Bài nhát. Từ từ, tôi còn dư âm mấy cái đàn gà hồi nãy. Được rồi, nhau. Tiếp tục vào.
Ôi nghe kiểu quá. Ủa, ở đây chúng ta có anh bạn mới đây này. Một anh bạn Slenderman. Anh bạn ấy có vẻ khá là kích động. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái cầu thang để dẫn lên phía trên. Vậy đấy. Ê, hello. Anh ấy đâu rồi? Oh no, oh no. Mày. Sau một lúc ngồi xây dựng thì cuối cùng bây giờ mình cũng đã có một cái thửa ruộng thứ hai. Trước tiên là mình cần phải tạo ra những cái hố ở phía trung tâm và mình sẽ cho nước vào đấy. Ở bên dưới thì mình sẽ chặn bằng những cái phiến gỗ để tránh cho trường hợp là nước sẽ chảy xuống vào cái thửa ruộng ở bên dưới của chúng ta. Ôi, có ăn trộm. Ăn cắp đồ hả? Mình sẽ lắp đèn vào cái khu vực này. Mình sẽ múc nước và cho vào cái thửa ruộng. Ê, đau nha. Tôi chóng mặt quá, tôi hết biết đi đâu luôn rồi. Mình vừa mới hy sinh hai viên kim cương để mà chúng ta có thể tạo ra một cây cuốc với độ bền cao hơn. Cho bạn nào chưa biết thì hiện tại số hạt giống của mình còn rất là ít, nên là mình sẽ lấy bột xương để mà nhân giống nó lên. Mình thắc mắc tại sao cái khu vực này chúng ta không thể trồng được nông sản đây này. Rồi, anh bạn cứ yên tâm ngồi đây để mà tôi... Để mà tôi giúp anh bạn biến thành một con người. Mình nghe thấy tiếng của phù thủy này. Mình sẽ cố gắng chặn block ở trên để tránh cho trường hợp là những cái con quái vật nó rớt xuống và nó sẽ phá hoại cái khu vực của chúng ta. Tới đây nào anh bạn. Tới đây. Lên thuyền đi anh bạn. Ui. Ê, từ, đừng có ném vô bầy gà của tao nha. No, đừng, no. Đừng có nói mày mặc cái bộ giáp của tao nghe. Nếu như bây giờ mình giết nó thì mình sẽ không có bất kỳ con dân làng nào ở đây cả. Tuy nhiên nếu như mình để nó sống thì mình cũng chẳng có bộ giáp kim cương nào ở đây cả. No. Không, đừng làm vậy. Kìa, nó lấy bộ giáp của mình luôn rồi. Tao thấy hết vui rồi đó. Anh bạn lo liệu mà sắp xếp trả lời tôi đi. Ê, đây rồi, hiệu ứng yếu đuối của chúng ta đây rồi. Mày, tại mày mà tao mất hết bộ giáp rồi đấy. Quê, nó trả lại bộ giáp cho mình rồi này. Yes. Bây giờ mình sẽ set up cái chỗ cho cái con dân làng nó lên trên đây nó sống. Rồi sao nó vô chuồng gà luôn rồi. Trời ơi, nó vô chuồng gà nó ngắm mấy con gà. Đúng là một con dân làng thú vị. Mình vừa nhử mấy cái con gà ra ngoài. Sau đó thì cái con dân làng nó cũng ra ngoài theo. Ủa, con dân làng đi đâu nữa rồi? No, mày không được học cái nghề này. Mày phải làm nông dân cơ. Tạm thời trước mắt thì mình sẽ nhốt cái con dân làng tại cái khu vực này cái đã. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Mình không nghĩ là mình may mắn đến như vậy luôn ấy. Ố, kim cương. Ở đây mình có kim cương này. Tập rồi thì mình không thể đào được cái chỗ kim cương này này. Ai đó nói gì đi. Mình vừa mới tạo ra một cái đe. Hiện tại thì mình thiếu rất là nhiều thức ăn. Nên là mình quyết định. Thanh niên này ăn trộm hoa nhà ai đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi câu cá để xem coi là cái độ may mắn của chúng ta như thế nào. Mình vừa mới đọc trên mạng và mình biết một điều rằng chúng ta nên câu cá ở một khu vực thoáng đãng và ở bên trên chúng ta sẽ có một cái cây. Như vậy mới giúp cho cái tỷ lệ xuất hiện những cái vật phẩm hiếm ngày càng cao hơn. Mình sẽ trồng một cái cây vào đây. Và 4 phân. Nice. Mình sẽ câu cá và treo mái. Nice. Tôi câu hỏng ba cái cần câu rồi đấy. Bắt một con dân làng này. Dụ dỗ nó này. Cho nó lên thuyền này. Dụ thêm một con phù thủy này. Quýnh nó này. Nó uống thuốc này. Mình chạy này. Nó ném thuốc này. Cho dân làng ăn táo này. Giết nó này. Trồng lúa này. Nó biến thành con người này. Dạy nghề cho nó này. Giao dịch với nó này. Có một đống bánh kem này. Nó sinh con này. Tìm thấy một cây cung xịn này. What the heck.
cái cung này nó có lửa đấy các bạn ạ. Bắn thử này, bắn golem này, đánh hụt này. À, má ơi. Tôi đã có một nông trại nhỏ, một bộ giáp bằng kim cương và một vài dân làng. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe, vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập thứ 4. Và trong video ngày hôm nay thì thế giới của mình đã được mở rộng ra thêm 5 khối. Và chúng ta càng ngày càng tiến đến cái ngôi làng ở phía trước của chúng ta. Và nói sơ một ít về video vừa rồi thì chúng ta đang càng ngày càng tiến đến gần cái khu vực triệu hồi của Warden. Và hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ chiến đấu với cái sinh vật ấy. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là khám phá hang động và chiến đấu với Warden. Thứ hai là câu cá và sở hữu một cái kệ sách. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sở hữu một trong những quyển sách phù phép. Và sau 3 tập mình đã đăng tải thì chúng ta câu cá nhưng mà vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái quyển sách nào. Có vẻ ngày hôm nay mình sẽ tập trung hơn về cái việc câu cá và chúng ta sẽ cần rất là nhiều thời gian hơn. Và mình đã lên được đầu nguồn của ngọn thác. Nhưng mà có vẻ như bây giờ chúng ta không cần nó nữa. Bởi vì mình đã có một cái hồ chứa rất là nhiều nước ở bên dưới rồi. Càng đi lên trên thì mình càng tìm thấy rất là nhiều loại khoáng sản hiếm. Và tại đây chúng ta có một cái hang. Khi mà đặt khối để tiến lên cao thì mình phát hiện ra là ở phía xa chúng ta có một cái con đường. Và có vẻ như nó là một cái ngôi làng đang nằm ở phía bên kia của ngọn núi. Và sau đó thì mình đã có một cái pha tiếp đất, phải nói là rất là mất thời gian. Ngày hôm nay thì số lượng dân làng của mình đã được tăng lên là 5 hay là 6 gì đấy. Và cứ sau mỗi tập thì mình lại đi xuống dưới hang động để xem coi là chúng ta có gì mới hay không. Bởi vì trong thế giới này mình không thực sự tự do đi mai, nên là chúng ta phải tranh thủ tất cả mọi lúc để mà chúng ta có thể đi mai và kiếm thật nhiều khoáng sản về cho mình. Và cuối cùng thì chúng ta đã có thể khai thác được lava. Và đây là cái điều mình mong chờ nhiều nhất sau 3 tập vừa rồi. Bởi vì lava là một trong những thứ có thể giúp chúng ta có thể tạo ra một cái bàn phù phép. Và nó có thể giúp cho mình tìm ra được rất là nhiều item mới. Yeah. Và mình không biết chúng ta phải làm gì với một cái xô lava này nữa. Bởi vì để mà tạo ra một cái bàn phù phép ấy thì chúng ta ít nhất là cần đến 4 cái hắc diện thạch. Chỉ mong là chúng ta có thể tìm ra được một cái nguồn lava mới và nó bổ sung vào cái công thức chế tạo của mình. Thông thường để có thể farm được lava thì mình sẽ cần đến thạch nhũ. Nhưng mà trong thế giới của mình hầu như là không có thạch nhũ. Nên là bây giờ mình cần phải, mình không biết điều này nó có thực sự xảy ra hay không nữa. Đó là mình sẽ sử dụng một cái khối đá để cho lava nó nhiễu xuống cái vạt bên dưới. Mình không chắc là điều này thực sự hoạt động. Bởi vì theo thực tế thì lava nó có thể hóa đá trước khi mà nó trở nên đầy cái vạt này. Mình nghĩ là chúng ta cần phải thay đổi cái phương án khác. Bây giờ mình sẽ ra bờ rìa của vùng an toàn và để khám phá xem coi chúng ta có vật phẩm gì mới hay không. Oh shit. Và mình lại tìm thấy một cái khu vực hang động lớn hơn. Nhưng mà các bạn có nghe thấy tiếng dung nham không? Cơ bản là cái âm thanh này có thể là một cái hồ dung nham hoặc chỉ là một cái thác dung nham. Nhưng mà mình hy vọng là nó rơi vào cái trường hợp một nhiều hơn. Bởi vì nếu như cái số lượng dung nham nhiều thì chúng ta có thể qua được địa ngục. Mình có thể tìm thấy một cái pháo đài. Mình có thể có búa địa ngục và mình có thể chế thuốc. Và chúng ta lại có thêm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Dạ, yeah, đó là một ý tưởng rất là hay. Oh, hello, hello, xin chào hai bạn nha. Bên dưới này lại là một cái hang động và khả năng cao nó lại là một cái hang cục. Oh my god. Mình nghĩ là chắc là tại vì mình đang ở núi tuyết cao ấy, nên là cái ngọc lục bảo nó xuất hiện rất là nhiều ở bên dưới chân núi. Lại là ngọc lục bảo. Yeah, chúng ta có 3 viên ngọc lục bảo từ việc khai thác. Mình lại nghe thấy tiếng dung nham nữa này. Có vẻ như hiện tại chúng ta có 2 cái hồ dung nham đang rất là gần mình. Mình đang tưởng tượng tới cái viễn cảnh là mình có thể đi qua cánh cổng địa ngục và mình có thể được ăn thịt lợn nướng mỗi ngày. Các bạn hiểu ý mình chứ? Mình không biết là do mình quá mạnh hay là lũ quái vật này nó quá yếu đi chăng nữa. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ mình đã đủ tự tin để chiến đấu với cái sinh vật mạnh nhất của game rồi.
Sao ở đây nó có nhiều hang động nhỏ nhỏ vậy ta? Đối với những cái hang động nhỏ nhỏ như vậy thì mình còn phải thắp sáng nó, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng farm của cái máy farm quái vật của mình ở phía trên ấy. Nên là đối với bất kỳ cái hang động nào mình cũng cần phải thắp sáng. Mình không nghĩ đơn giản là cái khu vực của mình đang đứng hiện tại là nó có ít sắt đâu, bởi vì theo mình thấy thì nó có rất là nhiều cái mỏ khoáng sản ấy. Nó gọi là cái gì ta? Mạch khoáng sản, đúng rồi, mạch khoáng sản. Ồ, kim cương này. Và ở đây lại có thêm một ít ngọc lưu ly này. Wait, what? Mình nghe thấy tiếng Warden từ đâu đó. Mình không biết là cái bệ chưa hồi của nó đang nằm ở đâu, tại vì mình nghe cái tiếng của nó rất là gần ở đây. Rồi, mình biết nó ở đâu rồi. Rồi, sinh vật đáng sợ nhất đây rồi. Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy được Warden. Đây là một trong những sinh vật được xem như là mạnh nhất của trò chơi. Liệu chúng ta sẽ làm gì để có thể chiến đấu được với sinh vật ấy? Oh no, hình như nó phát hiện ra mình rồi. Bởi vì nó bị mù ấy, nên là cái mũi của nó rất là thính. Và nó có thể đánh hơi của mình khi mà mình đang ở gần nó khoảng chừng 20 block. Trước tiên thì mình còn phải đi lên cao cái đã. Sau đó mình sẽ áp dụng chiến thuật là chúng ta sẽ bắn những cái mũi tên lửa xuống phía dưới. Và mình còn phải đảm bảo chúng ta đủ khoảng cách để có thể tránh né được sóng âm của nó. Có vẻ như mình không thể bắn được nó với cái khoảng cách của hiện tại. Thế nên là mình nghĩ mình còn phải đi xuống dưới một chút. Mày và chúng ta đã tiêu diệt được Warden. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ đi xuống dưới. Oh no, thôi bỏ đi. Hết mũi tên rồi. Bây giờ mình phải tạo ra một cái cúp cái đã. Cái cúp cũ của mình nó bị gãy rồi. Ê, nó đi đâu đấy? Đâu vậy? No. Bình tĩnh. Thôi. Có vẻ như bên dưới nó vẫn còn một cái hang động hay sao ấy. Thế nên là mình đi đâu nó cũng có thể đi theo mình và nó tấn công được mình. Mình nghĩ mình còn phải quay về nhà. Chạy lên đi. Mình phải làm sao để chúng ta có thêm được 3 xô lava nó đây. Bởi vì như hiện tại thì điều này cần ít nhất là một cái thạch nhũ. Mình nghĩ là con Warden không thể qua được khu vực này đâu. Trước tiên là mình còn phải khai thác cái quặng sắt này cái đã. Trời ạ, bên dưới này chúng ta có một cái hố rất là khổng lồ. Ít nhất là hiện tại thì mình cũng đã có được số sắt của mình cần rồi. Thế nên là bây giờ mình cần phải đi đến khu vực khác để mà tránh né cái con Warden. Mình có kim cương này. Mình nghĩ đây sẽ là thời điểm để mà mình tạo ra một bộ công cụ bằng kim cương. Với cái cúp sắt hiện tại thì mình đào cái loại đá này thật sự rất là mệt mỏi. Thế nên là bây giờ mình cần phải đi farm kim cương nhiều hơn một chút xíu nữa để chúng ta chuẩn bị cho sau này. Sao mình đi ngang mà nó phát hiện ra? Nữa rồi. Có thể chúng ta sẽ mất đến 8 viên kim cương để tạo ra một bộ công cụ cơ bản. Và còn lại 12 viên kim cương thì mình không biết là để làm gì. Có vẻ chúng ta sẽ tạo ra một block kim cương và chúng ta sẽ trưng bày. Tôi mới đi có một chút mà sao anh bạn Golem của tôi gan ông nổi thế này. Mình đang suy nghĩ đến chuyện là liệu tập sau chúng ta có nên cho một cái con Golem đánh với một cái con Warden không? Ăn bánh. Golem, nó ăn cắp trứng gà kìa. Kìa, nó ăn cắp trứng gà nữa kìa anh. Thằng ở dưới kia nó ăn cắp trứng gà luôn kìa. Bây giờ anh không xử lý thì để em xử lý. Mày ăn cắp trứng gà hả? Ăn cắp trứng gà. Mình nghĩ mình còn phải thắp sáng cái khu vực này cái đã. Mình ước gì Minecraft có chức năng luộc trứng gà ha. Chúng ta có thể làm trứng chiên, trứng luộc, trứng kho, trứng hấp. Nói chung là tất cả các loại trứng luôn. Mình còn phải lấy mấy cái lò này ra để tiết kiệm, chứ mấy con dân làng nó có biết xài cái lò này đâu. Đấy, mình sẽ gắn như thế này và chúng ta sẽ bắt đầu nung khoáng sản lên. Có vẻ như chuyến đi này chúng ta khá là bội thu. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một bộ công cụ bằng kim cương.
và mình sẽ giữ cái số lượng kim cương kia lại. Bởi vì biết đâu là chúng ta phù phép không thành công và chúng ta có thể lấy số kim cương đó để mà tạo ra những cái phù phép khác. Và đây là tất cả tài sản của mình có từ 3 tập rồi cho đến bây giờ này. Mình sẽ tạo ra 5 cái cần câu. Và bây giờ thực sự là mình sẽ tập trung vào việc câu cá hơn. Mình nghĩ trong việc câu cá thứ chúng ta cần đó là sự kiên nhẫn. Với cái hồ này thì mình sẽ tạo cho nó đa dạng bằng cách là mình sẽ lót đá. Mình sẽ lấy bột xương để tạo ra cỏ biển. Và cuối cùng là mình sẽ lót những cái lá sen ở phía trên để tạo ra sự đa dạng. Thì bây giờ mình đã có một cái hồ nước. Và mình sẽ tạo ra bột xương để mà bón cho cái hồ này. Có vẻ như là mấy tập trước mình vẫn chưa đủ kiên trì. Mặc dù mình câu hỏng từ 5 cho tới 7 cái cần câu gì đó trong 3 tập rồi. Mục tiêu của mình là câu được 3 quyển sách. Sau đó chúng ta sẽ gỡ phù phép nó ra. Thì chúng ta sẽ có 3 quyển sách thường. Và mình sẽ tạo ra được một cái kệ sách để gắn cho cái anh dân làng. Thì với cái anh dân làng này nó có thể trao đổi cái kệ sách với mình. Thì đây là một cái nguồn, tạo ra một cái nguồn sách vô hạn. Và mình sẽ lót một ít lá sen ở phía trên mặt nước. Rồi, bây giờ mình sẽ câu và chúng ta sẽ đốt cháy thời gian thôi nào. Ê! Mình câu dính một cái cần câu có sự may mắn của đại dương này. Level 2. Bây giờ thì mình còn phải sửa chữa lại cái cần câu này. Chứ mà mình tự hỏi là cái đe của mình nó đang nằm ở đâu rồi. Đây rồi, mình sẽ ép cho nó một cái cần câu mới. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm xem coi cái cây cần câu của mình có thật sự may mắn như là lời đồn. Và trong lần câu đầu tiên thì mình được một cái nhãn ghi tên. Với cái nhãn ghi tên này mình có thể bảo tồn một cái con zombie và tạo ra một cái máy farm sắt. Ào. Ôi, pha tôm xuất hiện nữa rồi các bạn ơi. Ở đây. Anh. Thôi đừng mà. Pha tôm lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nhưng trong lần này mình đã trang bị vũ trang đầy đủ. Đây sẽ là cuộc chiến của mình và những sinh vật lơ lửng trên bầu trời. Mày. Đây rồi. Mày. Ê Hục ơi, từ từ. Mày. Mình còn phải đi ngủ trước khi mà đêm tiếp theo nó lại xuất hiện pha tôm nữa. Mình sẽ sửa chữa cái cây cần câu này. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc hành trình đi tìm những quyển sách. Yes, chúng ta đã được 1 trên 3 quyển sách rồi. Ôi, con mèo. Con mèo. Bây giờ mình sẽ tạo ra, mình gọi nó là cái gì ta? Cái đá mài. Đúng rồi, đối với cái đá mài thì nó có thể gỡ cái phù phép của cuốn sách ra. Ôi, tiếc thật chứ. Mình không thể gỡ được cái phù phép của cuốn sách này. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với quá trình câu cá nữa rồi. Đây rồi, đây rồi. Và chúng ta có... Yes! Hình như cái này mới gỡ được phù phép đây này. Đây rồi, trời ơi. Tìm kiếm mấy lâu nay cuối cùng cũng đã có một quyển sách đầu tiên trong đời. Bây giờ thì mình còn phải tìm thêm 2 cái quyển sách nữa. Mình đã cảm nhận được cái sự thú vị từ việc câu cá rồi đấy. Đây rồi. Thật là... Thật sự là mình tìm thấy những cái yên cửi mà nó còn nhiều hơn cả những cái quyển sách nữa. Ở đây mình có một cái cây cung với phù phép là sửa chữa này. Chúng ta sẽ vào cái đá mài và chúng ta sẽ có được thêm 2 quyển sách nữa. Với 3 quyển sách này chúng ta có thể tạo ra một cái kệ sách. Và mình sẽ tạo ra một vài cái phiến gỗ sồi. Đây rồi, cái bục sách đây rồi. Học nghề đi. Đây rồi, trời ơi. Như vậy là mình đã có số lượng những cái quyển sách vô hạn mà không cần dùng đến mía ở đấy. Mình sẽ farm những cái củ khoai tây và mình sẽ trao đổi với cái anh dân làng nông dân. Và sau đó mình sẽ lấy ngọc lục bảo và trao đổi lại với cái anh dân làng mà cứu sách đấy. Có mắt quá không ta? Tại vì chính vì ngọc lục bảo đổi lấy một cái kệ sách. Mình nghĩ là mình cần phải cho zombie cắn cái anh này cái đã. Để mà anh ấy có thể giảm giá cho mình. Lên thuyền đi anh bạn. Từ từ. Đừng chết. Rồi, đi thôi anh bạn. Tốt nhất là mình nên lái thuyền ở trên cái khu vực gỗ sồi này này. Bởi vì khi mà mình lái xuống cái thửa ruộng ở bên dưới là chiếc thuyền của chúng ta sẽ bị kẹt lại. Mình sẽ chặn cái chỗ này lại trước để tránh cho trường hợp là cái con dân làng con có thể chui ra ngoài. Bây giờ trước tiên là mình còn phải chặn cái con golem cái đã. Ở đây mình tìm thấy có 2 con zombie này. Sao nó không cắn ta? Mày cắn con dân làng thì mày cắn tao không chi? Thôi, nó làm mấy con dân làng của mình chạy ra ngoài hết trơn luôn rồi. Nó giết 2 con dân làng của mình luôn rồi. Ôi, con thỏ của tao. Bây giờ mình sẽ lấy cái kệ sách và cho nó học lại cái nghề thủ thư. Wow, giảm giá được 3 ngọc lục bảo và chúng ta đã có 5 cái kệ sách.
mình sẽ rào cái thửa ruộng bên dưới lại, bởi vì cái con dân làng của mình rất dễ rơi xuống dưới cái vách núi ấy. Ủa, ở đây chúng ta có dân làng thương nhân này. Dân làng thương nhân có thể trao đổi cho chúng ta những cái vật phẩm rất là hiếm. Và con dân làng này quá tệ. Tôi nghĩ anh bạn nên đi đến nơi khác bán thì tốt hơn. Sách sửa chữa ha. Mình nghĩ là anh bạn này còn được bảo tồn này. Ở đây mình đã có được 4 cuốn sách sửa chữa. Và bây giờ mình còn phải tháo phù phép mấy cái trang bị của những con quái vật ra. Và mình sẽ cho tất cả vào dung nham. Và mình cũng sẽ đổi luôn 3 cuốn sách nữa để cho nó đầy đủ. Tôi đã có một bộ công cụ bằng kim cương. Tôi đã có một nguồn sách vô hạn. Và tôi đã có những cuốn sách sửa chữa. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập thứ 5. Và sau khoảng thời gian nghỉ lễ ăn Tết ở nhà thì cuối cùng mình đã quay trở lại. Và đối với video ngày hôm nay thì luật lệ của chúng ta sẽ thay đổi đi một chút. Đó là thế giới của chúng ta sẽ tăng lên 10 khối. Và ngày hôm nay chúng ta có 3 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là sở hữu hắc diện thạch, phù phép cho tất cả trang bị và giáp. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo ra một khu vực trao đổi với dân làng. Trước tiên là chúng ta sẽ quay trở lại với cái máy farm và farm kinh nghiệm. Hiện tại thì mình đang có 57 kinh nghiệm. Và đối với cái số lượng kinh nghiệm như bây giờ thì bây giờ mình cần phải có một cái bàn phù phép. Và chúng ta sẽ trao đổi những cái kệ sách với những cái con dân làng. Từ đó là chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ 2, đó là phù phép cho tất cả trang bị và giáp. Và ở đây chúng ta có 2 con dân làng đang phát cơm. Thế giới của mình hiện tại thì đã được mở rộng ra thêm 10 khối. Tuy nhiên là hiện tại mình cảm thấy là ở trên mặt đất chúng ta vẫn chưa có gì làm. Thế nên là bây giờ chúng ta còn phải đi xuống dưới hang động để tìm kiếm xem coi có gì mới hay không. Đây là cái hố vừa rồi mà chúng ta rơi xuống gặp 2 con creeper đây này. Oh shit. Thì ở trong cái tập vừa rồi là mình đã nghe thấy cái tiếng lava rồi. Tuy nhiên là mình không biết cái hồ lava nó đang nằm ở đâu. Mình nghĩ là cái việc mở rộng thế giới ra thêm 10 khối sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều nhiệm vụ nó hấp dẫn hơn. Mình không biết khi nào Minecraft 1.20 nó mới ra nữa. Bởi vì nghe nói đâu là phiên bản Minecraft 1.20 là nó sẽ có khá là nhiều thứ mới. Và hình như là trong cái cuộc bình chọn vừa rồi là cái con sniper, con sniper gì đấy, là nó đã được bình chọn. Và mình thật sự rất là mong để mà sớm có thể nuôi được cái con đó. Ôi, mình nghe thấy tiếng lava thật sự rất là gần ở đây luôn này. Ở đây rồi, đây rồi. Lava, yeah, chúng ta tìm thấy lava rồi. Hiện tại là lava của chúng ta đang bị giới hạn ở đây này. Theo như mình thấy hiện tại thì chúng ta chỉ có 4 xô lava cộng với 1 xô lava ở phía trên nữa là 5. Và đối với 5 xô lava thì chúng ta chưa thể nào mà tạo ra một cánh cổng địa ngục được. Nhưng mà nó đủ dư giả để chúng ta có thể tạo ra một cái bàn phù phép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên để mà mình có thể tạo ra một vài cái xô. Cái con gì cứ bắn mình hoài ấy. Ở đây rồi, mày bắn tao. Chỉ sau 2 tập mà chúng ta ăn gần hết cái chỗ bánh này luôn rồi. Nhưng mà mấy con thay má ở đâu nó xuất hiện nhiều quá nè. Ê, nhiều vậy. Ôi, từ từ. Anh Golem, gà đập nó đi anh Golem. Nó trộm trứng gà đấy. Nó không ăn cắp trứng gà nữa mà ăn cắp thịt gà với lông gà luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy lava nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta có một ít sắt và than đây này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống phía dưới để mà lấy lava. Mình nghĩ là tập sau chúng ta có thể xuống được địa ngục rồi đấy. Mình không biết là chúng ta có thể tìm thấy được cái thứ gì ở bên dưới được. Nhưng mà có một lò khoáng sản mà chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy, đó là mảnh vỡ cổ đại. Hình như là mình hết cái xô rồi. Bây giờ chúng ta còn phải tạo ra thêm một cái xô nữa. Ủa? Hình như ở đây chúng ta đâu có múc được thêm nữa đâu. Vậy là chúng ta còn phải đợi ở tập sau rồi. Mày. Thôi bây giờ mình nghĩ là chúng ta cần phải đi xuống dưới thêm nữa thôi. Trong tập vừa rồi thì mình thấy ở đây có sáng sáng này. Ơ, đây ơi, ở đây chúng ta có lava này. Theo như mình thấy thì chúng ta đi qua bên kia nó sẽ khá là mất thời gian.
nên là mình sẽ lấy lava từ ở phía bên dưới, dù nó hơi nguy hiểm một chút xíu. Hình như trong này mình thấy có sắt này. Ở đây có khá là nhiều sắt, nhưng mà chẳng qua tại vì mình khá là lười. Để mà chúng ta dư giả về mặt khoáng sản thì trước tiên là mình nghĩ chúng ta cần phải tạo ra một cái máy phăm sắt. Nhưng mà hiện tại trong tập này thì chúng ta đang cần rất là nhiều dân làng để tạo ra một cái khu vực để mà trao đổi với nó đấy. Nên là có thể là trong tập sau, nếu chúng ta có thể qua được địa ngục thì mình sẽ tạo ra một cái máy phăm vàng, và chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái máy phăm sắt ở bên thế giới thực. Ê dễ giật hết cả mình. Cái khối màu đen đen này hiện tại nó không còn giúp chúng ta tăng được nhiều kinh nghiệm nữa đâu. Bởi vì số lượng kinh nghiệm mình bây giờ là 58 rồi. Đây là một trong những khu vực nó rất là cao, và nó có thể đưa cái số lượng kinh nghiệm của mình về số 0 rất là nhanh. Nhưng mà hiện tại chúng ta khai thác cái khối màu đen đen này đi cái đã. Nó mình cứ muốn cuốc nó đi đấy. Mình thật sự không đánh giá cao cái việc là chúng ta khai thác cái khối màu đen đen này để mà tăng kinh nghiệm. Bởi vì thật sự nó khiến cho cây cúp của chúng ta vừa giảm độ bền, mà nó khiến chúng ta mất rất là nhiều thời gian nữa. Và có vẻ như là chúng ta đã tìm thấy một cái mỏ khoáng sản nữa rồi các bạn ơi. Cái mỏ khoáng sản này là nó nằm lộ thiên luôn này. Đối với cái tỷ lệ mà để chúng ta có thể tìm thấy một khối sắt thô thì nó rất là hiếm. Tuy nhiên là một cái khối sắt thô nó tạo ra chính cái quặng sắt, thì dạy gì mà chúng ta không đào nó ha. Theo như mình thấy thì hiện tại chúng ta đã đào hết quặng sắt ở đây rồi. Ở đây hiện tại thì mình đã có vàng. Và đối với tập sau mình sẽ mang vàng xuống địa ngục để mà trao đổi với những cái con heo ấy. Mà theo mình thấy thì hiện tại mình không biết là chúng ta đã đào hết cái mạch khoáng sản này chưa. Kim cương. Ơi, đây nữa nè. Và chúng ta đã trúng mánh rồi. Điều này giúp cho mình có thể tạo ra thêm một cây cúp nữa. No way. Sắt thì bây giờ mình thực sự quá là nhiều rồi. Bây giờ chỉ việc là chúng ta đào chơi chơi, giải chết, xả thời gian. Ủa lộn, dạ, xả chết. Ủa, tôi nói gì trời. Quá là nhiều rồi các bạn ơi. 64 với 62 sắt luôn rồi. Mình nghĩ là cái số sắt này có thể giúp chúng ta sống sót thêm 2-3 tập nữa đấy. Mà theo mình thấy là ở bên dưới khu vực này khá là hấp dẫn đấy. Nên là mình còn phải tìm đường để mà đi xuống dưới. Mày hả zombie? Mình nhìn thấy có một vài cái bệ triệu hồi ở đây. Nhưng mà trước tiên mình còn phải đập đi cái khối màu đen đen mà có mấy cái cọng leo que nó đang bay bay này. Nhưng mà có vẻ như tập sau chúng ta không cẩn thận là có thể triệu hồi ra 3 con warden cùng lúc luôn ấy. Tao thách mày nổ luôn ấy. Tao thách mày nổ ấy. Ở đây chúng ta có một ít đá đỏ ở đây này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác cái khối màu đen đen này thôi. Mà mình không biết quái vật từ đâu ra mà nó xuất hiện khá là nhiều luôn này. Nữa rồi đó, mày có thấy tao đang bận không? À, thì ra là trên kia. Rồi, nổ đi. Mày cứ thôi đi không? Rồi, nổ đi Creeper. Trời ơi, sông dài vậy. Thanh niên sông dài thành quyền thổ luôn ơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên để mà lắp cái chỗ đó cho nó sáng sáng xíu. Khai thác cái khối này thực sự rất là thư giãn luôn ấy. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy có một cái con sương nó đang bận cái bộ giáp màu vàng. Đây không phải là cuộc chiến của mình nữa rồi. Để xem ai sẽ là người chiến thắng cái cuộc chiến lần này. Vậy là con này cải két nọc phi phai sống dài thành quyền thổi đây này. Làm như là cái khu mỏ này nó không có gì đặc sắc luôn ấy các bạn. Nó không có bất kỳ một cái rương nào luôn. Nhưng mà ở đây mình tìm thấy có một ít vàng, đúng nghĩa một ít luôn ấy. Nói chung là bây giờ chúng ta có cái gì thì chúng ta khai thác cái đó đỡ đi. Chúng ta đi mai mà, thà có còn hơn không đúng không? Ở đây có một ít tơ này. Ủa, cái khu vực hồi nãy mình nhìn thấy này. Rồi, bây giờ mình sẽ nung sắt lên để mà chúng ta có thể tạo ra một cái đe mới. Hình như là cái đe cũ của mình là nó đã bị hỏng hay sao ấy. Dân làng thì nó cũng sinh sản ra khá là nhiều rồi. Đó là hiện tại mình sẽ tạo ra một cái khu vực để mà chúng ta farm cái hắc diện thạch ấy. Không thật sự là một cái máy farm mà gọi là một cái máy chuyển đổi. Mình không biết là cái con dân làng thương nhân ấy các bạn, cái con mà có lạc đà đấy, thì không biết là nó có trao đổi cho chúng ta cái thạch nhũ không? Có bạn nào biết không? Hãy để lại một cái comment cho mình biết nha. Rồi. Rồi luôn rồi. Mình sợ là nó chảy xuống rồi vô cái chuồng gà của mình ấy. Thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác những cái thứ này cái đã. Ta nói hả? Cái khối này đào thực sự lâu ơi là lâu luôn ấy. Có vẻ như bây giờ chúng ta đã có thể tạo ra được một cái bàn phù phép rồi đấy. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái khu vực để chúng ta đặt cái bàn phù phép vào đây. Đối với cái kệ sách thì trong tập vừa rồi thì mình cũng đã farm được một ít rồi. Để mình xem coi. 9 x 3 là 27, mà ở đây hiện tại chúng ta có 21 cái kệ sách.
Vậy là mình cần phải trao đổi thêm 6 cái kệ sách nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã thiếu. Nó không cho mình trao đổi nữa luôn rồi. Đây, cái bàn phù phép đây rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái bàn phù phép vào giữa. Và hãy xem những cái luồng kiến thức của vũ trụ nó đang nhập vào trong cái bàn phù phép đây này. Bây giờ mình sẽ đập những cái kệ sách. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái bộ giáp của mình ra. Có vẻ như là nó đã lên được cấp độ 30 hết rồi này. Bảo vệ 3 này. Ôi, bảo vệ khỏi lửa cấp độ 4 này. Bảo vệ 4 chậm hỏng 3 này. Bảo vệ khỏi sát thương khi gơi cấp độ 4 này. Hại lâu chân đốt 5 mà gây cháy 2 thì mình thấy là nó không có ổn cho lắm. Bởi vì thứ mình cần giết đó là zombie. Cái cuối cùng này bỏ luôn đi. Để mình xem coi chúng ta sẽ enchant những cái cuốn sách này. Bởi vì hiện tại là kinh nghiệm của mình còn cũng khá là nhiều. Rồi, hết kinh nghiệm rồi. Còn cấp độ 29 luôn. Rồi, đủ cấp độ để mà chúng ta có thể lấy cái enchant cuối cùng rồi đấy. Mình vừa mới đổi cuốn sách bén 3 của con dân làng. Và mình sẽ ép tất cả dòng phù phép sửa chữa vào trong công cụ và áo giáp của chúng ta nhé. Rồi, gãy luôn cái đe luôn. Yeah, và chúng ta đã có cái đe mới. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai. Đó là ép tất cả dòng phù phép vào trong cái bộ công cụ của mình. Và chúng ta sẽ gỡ luôn cả cái phù phép của cây kiếm này. Ôi, cái này là cái phù phép quét cạnh 3 luôn này. Tức là khi mà các bạn tạo ra một cái máy farm là nó sẽ quét cạnh. Quét cạnh là nó sẽ khiến cho những cái con mi xung quanh nó lây lan. Nhưng mà trước tiên là bây giờ mình sẽ ép cái sắc bén 3 và sửa chữa vào cây kiếm đó trước. Nên là bây giờ mình sẽ tiến sang nhiệm vụ thứ 3 luôn, đó là chúng ta sẽ chặt cây và xây dựng một cái khu trao đổi vật phẩm với dân làng. Mưa luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ mình farm thì chúng ta cũng được vài stack gỗ. Rồi, đối với cây cúp này thì mình có phù phép đó là độ mềm mại. Rồi, đối với khu vực trao đổi thì mình sẽ tạo cái lối vào với diện tích là 3x3 nhé. Mình sẽ lắp một ít cái cầu thang vào đây để mà chúng ta dễ đi lên đi xuống hơn. Rồi, cuối cùng là mình sẽ tạo ra một vài cái kệ sách và một số cái công cụ để cho dân làng nó học nghề. Rồi, đối với công việc hiện tại thì mình sẽ ưu tiên cho ba loại dân làng chính, đó là làm nông, làm thợ rèn và làm thủ thư. Đấy, mình sẽ đặt nó vào phía sau những cái khu vực như thế này nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái thuyền để mà chở những cái anh dân làng qua bên phía dưới đấy. Rồi, chúng ta sẽ nhốt các anh ấy lại. Bây giờ mình sẽ chạy lên để mà đóng cái cửa lại. Tiếp theo thì mình sẽ đập cái thuyền và anh ấy sẽ tự động đi học nghề. Và chúng ta sẽ nhốt anh ấy lại. Rồi, như vậy là mình có thể là nhốt được khoảng 10 anh dân làng ở trong này hay gì rồi. Nhưng mà khu vực mình xây là đến 20 dân làng lận. Rồi, nói chung là hiện tại thì mình chỉ có bao nhiêu thôi. Rồi, trong tập sau thì mình sẽ nhân giống cái anh dân làng. Và chúng ta sẽ để vào những cái lồng còn lại. Tôi đã có bàn phù phép. Tôi đã phù phép cho bộ công cụ và áo giáp của mình. Và tôi đã có một khu vực để trao đổi với dân làng. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.